quan trọng vẫn là cái thần thái. Cảm ơn chị Phương Phương, em cảm ơn cô nhỏ, cảm ơn anh Ali đi. Hello. Cái bài này phải thuộc sơ sơ lời mới hát được. Cảm ơn Úc FA. Hết sợ đi, cảm ơn Sơn. I choose follow me. I choose follow me. I talk you day, talk you day, you come my side. Remix by Melody Mr. Non. I follow me. I choose follow, bấm vào dấu cộng follow tôi đây. Ok, ok, bye bye Sơn thuốc lão. Cảm ơn anh nha, ông Lê Lê Lê. Cảm ơn Nhật Huy đã khen em giỏi thế nhá. Cứ như thế thì mọi người mới chơi với em đó Huy. Trên Bigon này mỗi cô có một phong cách làm việc khác nhau. Mỗi cô đều có cái sự thu hút khác nhau. Cô nào có mông thì đứng lắc mông. Cô nào có eo thì đứng khoa eo. Cô nào có vú thì giật 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 vú. Cô nào có đít giật giật cái đít được thì cứ giật 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 cứ hãy hãy hãy. Cô nào hát hay thì cứ ngồi hát là đậu cứ đặt vô mặt vậy thôi. Cô nào có khiếu nói chuyện thì cứ ngồi nói chuyện với mọi người là được á hả. Còn Mỹ không có gì hết trơn á trời. Thì bắt buộc thì Mỹ phải lại. Mỹ bắt buộc phải nói chuyện thôi. Giống như thằng Đức Anh vậy đó. Nó chửi Mỹ xàm vãi lờ mà nó ngồi nó nghe nãy giờ. Ê, chứng tỏ cái xàm của tao có sức cuốn hút với mày đó Đức Anh ngu người à. Hello anh đẹp, cảm ơn Kỳ Thiên. Đời ước thì được lấy stop giờ giờ này hả ta. Chắc không được quá. Trời trời, ánh binh 20k ghê vậy. Nhiều khi mình thấy idol người ta làm được mình thấy ham quá mọi người. Được gì, không được đậu thôi chứ được gì đâu. Em đậu rồi thôi, chứ là em bỏ qua cái thời gian mà lấy top giờ rồi. Mày bây giờ là có tuổi, có tên, không có tiếng. Nên là mọi người cứ chơi trong đó Mỹ là được rồi. Tất cả cứ để Mỹ lo. Bây giờ sẽ hát tặng cho mọi người bài rap. Đó là bài gì ta? Giờ Kỳ Thiên tự nhớ tên Mỹ rồi hả? Dạ, gọi là Mỹ đó. Em cảm ơn bạn chị Thảo, bà xã yêu của anh Cường. Em cảm ơn chị nhé. Thích nhớ Mỹ rap hả? Hello Phương Vũ. Chào rap, good rap. Bây giờ mọi người muốn nghe thể loại thôi bây giờ mình ngừng cái thể loại này đi á. Mỗi ngày mình chỉ chơi một tí thể loại nhạc này thôi. Chứ để riết rồi mọi người có nghĩ em là điên thiệt luôn á mọi người. Phải cho em tỉnh lại chứ bây giờ em hết điên rồi em tỉnh nè. Mình có thể hát những bản bolero vọng cổ hoặc là rap trên nhạc rap được không? Hello anh Hùng. Mình cưới nhau đi hả? Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Thấy xuân kia đi qua vội lắm mai ơi. Cho em say tình nồng trọn kiếp bên anh. Cảm ơn Nguyễn Nguyên, cảm ơn bé heo. Hồn lỡ xa vào đôi mắt miêu. Ngồi đâu xòa tóc trên bì gồ. Thảm mướt tóc dài như người ta đó. Cỡ sao không được lông. Lông là dài mọi người. Tóc em chỉ thế thôi nè. Chỉ bằng cái gật đầu. Cái bài này để biết được con còn gì. Chứ khi mình cái bài đồng khi anh trượt gì. Cái bài chỉ cần cái thôi hay thì mà không thuộc. Tại vì mình hát nhà trẻ không được. Bây giờ hát gì giờ mọi người? Hát rồng cổ không? Bây giờ mọi người mới sáng mọi người nghe rồng cổ cho mọi người ngủ hết quá à. Bài hát anh nghe em nói. Anh nghe mình báo chưa? Anh hát thằng nào luôn á? Rồng cổ đi hả? Hát bài xe ôm được không? Động cổ mà hát xe ôm được không? Trung đô mình có ai chạy Grab xe ôm vô mọi người? Có anh nào mà chạy xe Grab xe ôm mà không có vợ không? Tặng cho bài này nè. Bài này ha.
Thì Mỹ muốn mọi người biết Mỹ với cái một cái phong cách là một cô idol nào lẩu thập cẩm. Idol họ không tạp. Cái giống gì cũng chơi được tí thôi, không cái giống nào hay chân. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ em sẽ đóng vai là cô gái nghèo nha. Dưới quê lên Sài Gòn. Cướp, cướp, cướp. Cướp, cướp, cướp. Ủa, mà cướp đâu không hay. Thì anh đó, anh râu là ăn cướp đó. Trời ơi, sao cô nhìn đẹp vậy mà ấp mồm mắt miệng vậy cô hai? Tôi cướp của cô hồi nào, mà cướp gì của cô đó chứ? Thì anh cướp cái vỏ đội của tôi. Mèn đét ơi, thánh thần ngó xuống mà coi. Gặp cô đây chắc chắn là tôi xui. Hôm nay thế nào cũng ế. Tôi làm nghề tài xế xe ôm nên phải mời khách để kiếm cơm. Anh làm nghề kia cũng cần lương thiện. Bà ngoại tôi dạy hở nghèo cho sạch rách cho thơm. Cướp giật người ta là hành vi ti tiện. Tôi mà la lên một tiếng hả? Là anh dây bắt. Gọi lộn người ta dây bắt anh liền. Chắc là cô điên nên nói chuyện ra nghe rất là phiền. Trâu đi đâu cũng muốn gái xe ôm là để kiếm tiền. Người đẹp gì ăn nói chẳng cử kiêng. Có làm nghề chi anh cũng phải sống cho đàng hoàng. Cỡ sao lại giỏi thỏ làm càng. Hay là anh muốn tôi gọi công an đây hả râu? Cô gì đó ơi, cô từ đâu xa mà quê mùa quá vậy? Hãy mở mắt nhìn đi rồi ngủ sẽ thấy. Cô ấy chạy xe mà không lôi kéo mấy cái anh nèo mà đừng vô tặng quà á. Lúc đầu có mấy cô hả, mấy cô lại gọi tên như kiểu ha, giống như là tặng đậu á, chết như là một hẳn là gì con tôi chết cái tôi này. Thì trước tiên phải giữ gió đồ. Sao các anh không dùng lời ngon mời khách mà lôi kéo như vậy? Lỡ rách rách vay làm sao? Chắc chiều về là tôi hút cháo. Chưa nét gì đang nét quà tặng cho mày rồi hả? Anh cho tôi đi qua bên quận tư, bến xe miền Tây qua đó cũng gần. Bao nhiêu tiền xăng mời đâu cứ nói. Trời đất từ đây qua đó mà gần hả? Hơn 20 cây vì đường quá xa. Tôi thì thấy cô thật thà, nhất giá 100 là tôi hiền với cô. Chắc tại anh râu thấy bé Mỹ ở nhà quê khổ khờ, nó coi cút bơ vợ nên anh mất nẹ giữa đường. Thế là tôi đã thương cho thân gái dặm trường. Cảm ơn anh. Chứ như những lúc bình thường từ đây qua bển á, bèo nhất á, tôi cũng chặt đẹp đến 120 đó nha cô. Khi ngoài tôi còn sống bà nội thì cũng hơi dài. Có một nỗi hay là con trai ở bên Mỹ. Tôi còn có 50 ngàn, anh có chiều chờ. Thấy cô đẹp gái hiền lành, tôi làm phước cho nhân. Nón là cô, đổ vô đi, chọn cho. Trời, anh chạy từ từ thôi, anh làm gì mà lạng mắt quá dữ vậy? Thì cô ôm tôi chắc vô đi, cà kê với cô từ sáng tới giờ rồi, nên tôi phải tranh thủ kiếm thêm vài phút nữa cô ơi. Cái anh này vô duyên quá à, ôm anh lỡ có gì rồi sao? Cô này lạ chưa?
có gì là có gì. Đi xe ôm á mà không ôm á sao gọi là xe ôm. Rồi tới rồi nè cô. Hồi quá, anh chịu khó chờ em chút nha. Em vô nhà cô em xin tiền trả cho anh. Hồi sáng á bánh xe em bị mất túi hết tiền rồi. Nhanh đi cô, tôi đợi. Thôi chớ có anh ơi, cô em đã dọn nhà rồi. Tim của em bồi hồi làm thế nào với nơi phồn hoa. Thân em nữ nhi không nhà, bà ngoại vừa mất bao ngày qua. Trời trời như vậy chắc là tiêu tan cả sáng hôm nay. Hành tôi thân sáng ra rưỡi chân tay. Đâu ai sinh ra như vậy rồi giờ này tính sao giờ đây. Em đang số xa dân đầy làm ơn dùm giúp em một tay. Nhà tôi nghèo như lá mốt biết giúp sao đây. Hay là cô về quê ngay. Ở đây chắc là không hay. Đu thần vô nhiều trong ngày. Thân con gái như hạt sương mai. Anh xe ôm ơi, thân em giờ đây như chiếc thuyền nan vào biển khơi với muôn ngàn sóng giờ. Biết sẽ trôi dạt về đâu khi bão tố cùng phong đang trầm phố xuống dài gầy. Cuộc đời em đã trải qua bao lần suối lệ rơi đầy. Tôi mới lên bám sớm mồ côi cha mẹ dốc dáng hình hài này như bao ngoài bao bọc đến hôm nay. Vừa rồi mà cũng nhắm mắt xuôi tay. Không lẽ cô chẳng còn ai họ hàng thân thuộc. Hoàn cảnh của tôi cũng nghe buồn đứt ruột. Mẹ quá con tôi lạnh buốt những đêm trường. Chẳng em phải chọn cho mình sống một lối đi. Làm gì đừng phí tuổi xuân thì đường trong gai mây ta vẫn cứ đi. Thân trớ trêu đã bị trời cao ghét ghen còn thương tiếc chi. Mời về nhà tôi có một mẹ già sớm hôm nương tựa rồi chuyện ngày xưa sẽ trong qua. Nếu anh không chê em là cô ai đồ cùi bắp em nguyện sẽ bên anh cho đỡ lúc về già. Anh sẽ dẫn em về rồi mình thưa qua cùng mẹ. Người rất vui mừng vì nhà có thêm một đứa con. Kể từ đây em không còn sợ cô đơn hơn. Anh về mẹ trọn đời không phai. Cảm ơn né, cảm ơn anh. Có chồng rồi, tự nhiên có chồng rồi, mọi người ơi. Tự nhiên đi làm idol có chồng rồi, ngộ quá ha. Vậy hát cho mọi người nghe bài, một bài nữa là bài Cà phê miệt vườn nha. Được không? Có anh nào mà hay uống cà phê không? Có anh nào mà uống cà phê ôm mà đó giờ có ai, em hỏi thiệt luôn nha, trong đôi Mỹ á, ai mà đã uống cà phê ôm rồi đó? Lên phím 1. Ai đã từng uống cà phê ôm rồi? Rồi ok, Ron. Ai từng uống cà phê ôm rồi lên phím 1 nào? Ai đã từng thấy lâu xói quyền? Ai đã từng uống cà phê ôm? Khai thiệt đi, đây khai không? Vợ không có biết đâu, khai với Mỹ thôi.
Nè, cô uống cà phê ôm chưa? Thôi quyền lên đứa một rồi chứ. Mới học lớp 8 chưa uống cà phê ôm. Anh tên quá. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Cà phê ôm là cà phê lú bả nó anh. Đi đâu mới về đó. Anh đi mặn. Mặn cái gì? Thì mặn ăn. Mặn ăn gì từ lúc mặt trời mọc. Bây giờ mặt trời muốn mọc lần nữa rồi mới về hả? Chuyện đi mặn ăn xong rồi anh ghé vô anh uống. Uống cái gì? Anh uống. Uống cái gì? Uống cà phê. Anh nghe tôi hỏi nè. Anh đi cà phê sao được hôm mấy hôm mùa về? Sao không ngồi luôn? Anh về chi mới 2 giờ sáng. Anh vô cà phê, anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đắm? Anh mê cà phê ôm người ta mới say gần chết. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà giờ em ghen. Đi tới chỗ này mà biểu tôi cũng ghen á hả? Trời ơi, anh nói thiệt mà. Anh đi uống cà phê á rồi. Rồi sao? Rồi ngủ quên luôn ở quán. Trời ơi! Anh nhờ chủ tư mai mối mần ăn tập tành buôn bán thử. Nên anh mới dông rủi đường xa từ sáng tới bây giờ. Chị tấp vô quán uống có một ly cà phê á hà, ngồi đọc báo, uống thêm mấy tách trà, rồi tháo chuyện với anh em. Uống bao nhiêu ly trà, mấy tách cà phê đen, người ta uống người ta tỉnh ra thêm chai là buồn ngủ bao giờ. Tại gió mát đầu hè và trăng sáng nên hơn, nên năm mới ngủ quên ai dè trời sắp sáng. Gió mát đầu hè ha, trăng sáng nên thơ ha. Ủa, bạn tưởng nói gì là tôi tin anh đó hả? Ông quý nha. Trời đất ơi, cảm ơn anh Bảo. Mà anh thề đó, anh có nói gian á. Cho bà. Thôi. Ba cái vụ thề thuốc này hả, tôi nghe hoài á. Tôi không có tin anh nữa đâu. Trời đất ơi, không biết nói sao cho em tin nữa. Thôi đi, anh đi sớm về khuya bắt mình tôi chờ cửa gà đã gãi canh tự tôi khóc chưa đêm trường. Thôi mà, đừng có khóc mà. Anh đi uống cà phê ở tuôn biển vườn. Dạ không mọi người. Thì có ai đâu mà ôm mà khóc. Giả lại đi cà phê có 5,000 hà. Uống quán khóc bình chân. Quán cốc mà có niệm có chăng. Nè anh đã ngủ quên bao nhiêu lần ngủ đó hả? Để cho vợ con ông chờ mỏi cổ tới sáng mới chịu về hỏng thêm nhớ người ta. Trời đất ơi, khổ thân tôi quá vậy là trời. Vợ, anh nhớ em mà. Ôi nhớ mà giờ này mới về hả? Uống cà phê hả? Uống cà phê là mê mấy cái cô idol tóc xanh, tóc đỏ, tóc phai vàng, pha tím. Làm sao mà tin anh được đây hả? Trời ơi, quan cho anh quá. Tiền ở đâu mà vô mấy cái chỗ đó? Anh đi uống cà phê quán tóc mà. Nói xa làm sao anh tin mũi. Tìm anh chứng từ nhà bên. Sao đổi tên rồi anh? Làm dễ tính nên đi mà ăn đâu hôm tới giờ. Ai tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son không thay của em mà thôi. Thằng đồng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cây về nhà bên em. Sáng cái làm gì? Sống to thuyền anh không sao ngoài khơi cá không ăn mồi, anh đi cà phê. Giờ này em đây mong manh từng đêm cà phê tôm tiền. Ai tin lòng anh.